Hello, xin chào các bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là một chiếc Canon M10. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn sử dụng sơ qua về cái chiếc Canon M10 này cho các bạn. Ở trên nhiều các mạng xã hội nó cũng đều hướng dẫn cho các bạn về cái chiếc Canon M10 này rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mình vẫn cứ lên làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách sơ qua và những cái lưu ý đối với chiếc Canon M10 này để giúp cho các bạn có một cái nhìn nó khách quan nhất với cái chiếc máy này nhé. Dưới của cái chiếc Canon M10 ấy, thì chỗ này là cái chỗ để pin này, sẽ gạt nó ra nhé, gạt ra. Cũng giống như Sony thì nó có một cái lẫy màu xám ở đây. Chúng ta đẩy cái lẫy này lên thì cái quả pin nó sẽ trồi lên, chúng ta gắn pin vào. Phía bên hông bên phía tay trái ấy, thì nó có cái khe thẻ nhớ ở đây. Có một cái điều khá là đặc biệt đó chính là cái nút bật tắt của cái chiếc Canon M10 là nút ấn. Khi các bạn bấm vào đây thì màn hình nó sẽ bật lên. Và cũng lưu ý với các bạn một chút là trong trường hợp mà các bạn để hở cái khe thẻ nhớ chẳng hạn, các bạn không đóng nắp của cái khe thẻ nhớ hoặc là các bạn đóng hờ như thế này thì các bạn không thể nào bật được cái máy Canon M10 này lên. Có khá là nhiều người, đặc biệt là các bạn mới chơi đã bị ở một cái vấn đề này. Đối với cái ống kính 15-45 này thì các bạn cũng cần phải mở cái ống kính này ra, tại vì ống kính này nó đang bị khóa. Các bạn lấy ngón cái này, các bạn gạt vào đây, nhìn từ trước vào như thế này thì chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ để chúng ta mở cái ống kính này lên. Lúc đấy thì cái máy bắt đầu là có thể sử dụng được. Và cái nút chụp của cái Canon M10 thì cũng khá là giống so với những cái dòng máy ảnh khác này. Nó có hai hành trình, một là chúng ta sẽ bắt nét này, chúng ta giữ chặt tay, chúng ta bắt nét, sau đấy thì chúng ta sẽ bấm sâu xuống. Cũng khá là dễ dàng đúng không ạ? Đối với cái Canon M10 ấy, thì nó set cho các bạn ba cái chế độ ở trong đây. Một là chế độ auto hoàn toàn này, hai là một chế độ chúng ta có thể can thiệp chỉnh tay và những cái thông số như là khẩu tốc ISO. Các bạn để ý cái ba cái dấu chấm ở đây này, và chúng ta gạt lên cái đỉnh trên cùng thì có nghĩa là máy chuyển sang chế độ là quay phim các bạn nhé. Đối với các bạn mới chơi thì các bạn cứ để ở cái chế độ là màu xanh cộng này trước đi, chúng ta làm quen với cái máy ảnh kiểu bấm chụp. Còn cái nút đỏ ở đây thì là để nút quay phim. Các bạn muốn bật đèn flash thì các bạn gạt ở cái bên hông bên phía tay trái này, các bạn gạt sang như thế này giúp mình. Khi nào không sử dụng thì các bạn đóng vào. Màn hình của cái con Canon M10 thì có lật được về phía trước như thế này. Trên Canon M10 thì nó có một cái màn hình cảm ứng, các bạn có thể là chạm vào để chúng ta bắt nét hoặc là chọn cái vị trí lấy nét. Các bạn nào đang quen sử dụng bằng chụp ảnh bằng điện thoại, chúng ta chuyển sang những cái con Canon M10 này chúng ta sử dụng nó rất là tiện và rất là dễ dàng luôn ấy. Sau khi đã chụp xong được ảnh thì các bạn có thể ấn cái nút tam giác ngang ở đây này, trỏ mình đang chỉ ở đây, để chúng ta xem lại ảnh. Chúng ta có thể là zoom ảnh bằng cách là chúng ta kéo y hệt như ở trên điện thoại. Đấy, chúng ta có thể vuốt để xem các ảnh khác. Chúng ta muốn xóa ảnh thì các bạn để ý này, có ký hiệu thùng rác, là có nghĩa là cái nút ở phía trên này, các bạn bấm vào thì ở đây nó máy nó sẽ báo là có xóa hay không. Một là không, hai là có, thì cứ ấn thử là xóa này, thế là xóa. Trong trường hợp các bạn có một cái lens thứ hai hoặc là các bạn muốn tháo cái ống kính này ra khỏi cái máy ảnh Canon M10 thì chúng ta bấm vào cái nút ở bên phía tay phải, nếu chúng ta nhìn từ mặt trước này, chúng ta bấm vào như thế này, rồi chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta tháo cái ống kính này ra. Các bạn muốn lắp lại thì các bạn cũng để ý cái chấm trắng ở trên lens này và một cái chấm trắng ở trên ngàm này, chúng ta đặt thẳng hàng với nhau này. Trong quá trình lắp thì các bạn không cần phải bấm cái nút này nữa, sau đó chúng ta xoay xuôi chiều kim đồng hồ, kim nó ra một cái tiếng tách như thế, có nghĩa là cái lens này đã gắn được trên cái máy này rồi. Chưa, các bạn chỉ có một ống kính và một máy thì các bạn cứ để nguyên như thế này giúp mình. Các bạn đừng có tháo ra tháo vào nhiều này, dễ bị bụi bẩn nó vào ở giữa ống kính cũng như là giữa cái body. Về hệ thống menu của cái chiếc Canon M10 cũng khá là đơn giản. Nếu các bạn để ở cái chế độ tự động hoàn toàn thì khi mà các bạn vào trong menu thì gần như chúng ta chỉ chỉnh được ví dụ như là độ phân giải của cái video hoặc là cái kích cỡ ảnh cũng như là size ảnh. Khi mà các bạn chuyển sang chế độ chỉnh tay là cái chế độ ở giữa này này, và mình mặc định cho các bạn là nếu mà các bạn chuyển sang chế độ chỉnh tay thì các bạn để sang chế độ M để giúp cho các bạn có thể làm quen chỉnh khẩu tốc ISO dễ dàng trên cái con Canon M10 này. Đối với Canon M10 nó chỉ có một cái vòng chỉnh chế độ ở đây này. Vòng này thì có cái công dụng là từ A đến Z, chỉnh khẩu, chỉnh tốc, chỉnh ISO ở trên màn hình này. Khi mà có cái màu xanh, cái con lăn màu xanh nó hiện ở trên cái này, khi chúng ta xoay các bạn để ý này, cái tốc độ nó thay đổi này. Các bạn nhìn thấy chưa? Tốc độ là 1/20 này, 1/15 này. Các bạn muốn chuyển sang khẩu đúng không? Thì một là các bạn bấm vào trên màn hình, hai là các bạn bấm vào cái chỗ cộng trừ ở chỗ này, nhìn thấy chưa? Cộng trừ vào đây thì máy nó sẽ chuyển sang cái màu xanh này, nó sẽ chuyển sang đây, chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Hoặc là các bạn bấm vào trên màn hình cũng có thể chỉnh được. Muốn chỉnh ISO thì sao? ISO các bạn bấm vào cái chữ ISO này. Đấy, chúng ta cũng chỉnh.
các bạn muốn chỉnh như cân bằng trắng hay là chỉnh những cái chỗ picture size thì các bạn vào đâu? Các bạn bấm vào cái nút Q để giúp mình này. Thì cái đầu tiên ở chỗ này là cái chế độ AF nhé. Các bạn có thể là chọn chế độ AF đơn điểm hay là AF checking. AF checking là kiểu như là nếu mà các bạn mà chụp có gương mặt mẫu ấy, nó sẽ nhận diện cái khuôn mặt mẫu và nó bám đuổi theo cái khuôn mặt đấy. Tiếp đến là cái chế độ AF, một là chế độ bắt nét liên tục, hai là chế độ bắt nét đơn điểm, có nghĩa là nó chỉ có bắt nét một điểm xong rồi bấm nét tiếp, hoặc là chế độ bắt nét theo kiểu bắt nét liên tục. Tiếp đến là độ phân giải của bức ảnh, các bạn cứ để mặc định là 18 megapixel. Và chế độ chọn độ phân giải của video thì ở trong đây thì các bạn có thể chọn Full HD 25 khung hình hoặc là Full HD 30 khung hình 1 giây. Thì đây là cái chế độ phân giải video cao cấp nhất của Canon M10. Tiếp đến là chọn chụp liên tiếp hay là chụp một kiểu. Nếu các bạn chụp thể thao thì các bạn chọn sang chế độ là chụp liên tiếp, để nó có ba cái hình chồng lên nhau này. Còn nếu các bạn chụp thường thì các bạn để là một hình thôi, là có nghĩa là mỗi lần bấm là ra một kiểu. Còn nếu các bạn chụp với tripod hoặc là các bạn chụp hẹn giờ, chụp tập thể thì các bạn có thể là chọn sang chế độ ở đây là có là chụp 10 giây sau nó chụp này, đây thì là 2 giây sau nó chụp này. Nếu các bạn chụp bình thường các bạn để ập. Gạt sang bên phía bên này thì các bạn sẽ có là chế độ cân bằng trắng này, white balance này, và một cái chế độ nữa phía dưới nữa là cái chế độ là picture size. Các bạn sẽ chọn ví dụ như là picture size ở đây là đang auto này, các bạn có thể chọn sang chế độ standard này, hoặc là chọn sang chế độ portrait này, chụp chân dung này, hoặc là chọn sang chế độ landscape phong cảnh này, một số những cái chế độ khác, neutral thì mình không rõ lắm, fan full không rõ lắm, đây là monochrome là chế độ đen trắng này, và một số những cái tùy chọn nếu các bạn có thể là tự set up. Ví dụ là các bạn gọi là xin được một số những cái profile ở trên mạng ấy, thì các bạn có thể là tự set up theo người ta. Tiếp đến là cái chế độ đo sáng, đây là đo sáng đa điểm này, còn đây là đo sáng trung tâm này, và đây là đo sáng điểm này. Và cuối cùng là cái chế độ kích thước ảnh này, các bạn để ý này, nó định dạng 16:9 này. Bình thường thì các bạn cứ để là 3:2 giúp mình, thì máy ảnh nó sẽ chụp ở 18 megapixel là cái chế độ mà nó sẽ tận dụng được toàn bộ cái kích thước của cảm biến Canon M10 các bạn nhé. Có một lưu ý nữa là nếu mà các bạn muốn chụp với những cái lens MF thì các bạn cần phải vào trong cái phần cuối cùng này, phần cuối cùng màu cam này các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ chuyển vào cái chế độ Azure này, chúng ta bật Ambient lên nhé. Đấy. Trên đây là một cái phần hướng dẫn khá là cơ bản của cái chiếc Canon M10 này. Nếu các bạn nào mà vẫn chưa có hiểu về cái chiếc Canon M10 này thì các bạn có thể là comment phía dưới, bên mình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn theo cái cách hiểu của cá nhân mình. Nếu các bạn nào cảm thấy cái chiếc Canon M10 này thú vị thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp, bên mình đang cung cấp cho bạn một số những cái chiếc máy Canon M10 với một cái ngoại hình khá là tốt và mức giá khá là phải chăng. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những chiếc máy cũ khác nhé.